Dạ vâng, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chuyến câu cá, và mình sẽ làm cá như nếu mà mình nhận biết nó là cá tươi thì mình sẽ cố gắng dập cho nó ngon, quý mến cái vật dụng và đồ ăn thiên nhiên trời ban cho mình. Như mình đã thấy đây thì chuyến đi ngày hôm qua thì mình sẽ đếm như là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 14 mình cắt hết một con ra để làm mồi, mình câu được một con cá catfish thì mình biếu cho một người làng xóm láng giềng. Anh ta đã câu được nhiều cá tuna, những cá tuna thì anh có cho mình là một vài những cái miếng cá rất là quý. Mình cho anh tặng biếu cho anh một cái con cá catfish. Mình có quay một cái đoạn phim ảnh làm cách làm cá catfish rất là hay, và anh kể cho mình một cái chuyến đi của tàu, những cái chuyến đi của tàu tuna đó, nó có một nhiều cái luật mới. Bên đây thì rất là lạ là cá này đó thì nó rất là to, như mình thấy đây như là một gang tay ha, một gang tay của mình đó, một gang tay. Thì mình thấy cá lớn rất là đều, thì có lẽ nó đã sót lại một cái thời gian vừa qua, nhưng mà người Mỹ thì chắc họ không có thích ăn những cái con cá này lắm, bởi vì nó bé, nó nhiều xương. Thì khi mình chiên giòn thì cái xương ở trên này là bạn, cái xương trên này nó thì mình có thể nhai được, và cái loại cá này có thể thái gỏi, người ta gọi là sái gỏi hay là thái gỏi gì đó, hay là không có cần bọc giấm thì người ta cắt thì ăn sushi người ta để vậy luôn, để nguyên con vậy luôn, để nguyên cái phần thịt như vậy thôi. Hôm nay thì mình không có giới thiệu với bạn về cách phi lê, nhưng nếu mình có thể làm cần cá mà mình làm mà mình phơi đó thì mình cắt, mình cầm cái đầu cá rồi mình cắt về cái hướng này, xong mình làm nó mình cắt ngang như vậy, hoặc là mình cắt mình xẻ ngang ra, mình xẻ ngang ra xong rồi cái mình giữ lại cái ruột này cái bụng này, xong rồi mình lật hai miếng bên này thì mình xẻ từ bên hông mình xẻ ra, thì nó có nhiều cái cách thức không. Hôm nay thì mình làm vảy cá chút xíu bên kia thế này, thì cái này nó mình hôm nay nó mình sẽ chiên hoặc là mình hấp, thì mình để nguyên cái đầu của nó, nên là mình sẽ làm như thế này. Như thế này thì cái tuần này là tuần lòng thấm thương xót, mình cạo rất là mạnh nên nó xé luôn, rách luôn lòng thấm thương xót. Thì mình nói với các bạn là trẻ hoặc là các bạn là đang trên đường làm lại từ đầu, hoặc là mình không có bỏ, mình không phải là người bỏ cuộc, bởi vì những cái con cá này đó là mình bỏ con tép bắt con tôm, như là dạ, như đây là một cái lưỡi, những cái lưỡi câu của mình ha, thì đây là những cái con tôm mình thì mình phải bỏ con tép bắt con tôm, hoặc là mình bỏ con cá nhỏ bắt con cá lớn, thì cái đây nó gọi là cái hook, đây là gọi là hook, thì nó cũng đồng nghĩa với lại cái hút, thì nó đồng nghĩa với lại bị mắc, bị nghiện, bị hút, dính vào. Thì cái loại hút này thì nó dính vào nó không có gỡ ra được. Thì nói về tình yêu thì có thể là mình bị hút không? Hút on your love. Thì đây nó
nó rối như vậy mình sẽ gỡ nó ra, nhưng mà cái con tôm như thế này thì nó rất, nhìn nó vẫn còn tươi, mình bỏ trong đá nó vẫn còn tươi, bây giờ nó vẫn còn tươi, mình bóp vô nó không có mềm không. Okay. Okay, bây giờ mình tiếp tục đến làm cá ha. Bây giờ mình làm cá, coi con cá này nó có trứng hay không. Hôm qua đó thì mình câu đó, mình có nghĩ đến rằng là cái con cá này nó có trứng không, có trứng, nhưng mà mình sẽ không có biết được là nó có trứng hay không. Bây giờ mình mang một bao tay đi ha. Mình câu cá cho mình quên mang bao tay vô, quên mang bao tay vô. Thì như thế này thì mình cắt như thế này ha. Thì cái dao này cũng quá cũ rồi, mình là mình cắt kiểu này để coi nó có trứng hay không. Dạ, đây là cái gan của nó ha, cái gan của nó. Ok, đây là con tôm ha, tôm nó ăn trong đây này. Nó ăn rồi đấy, nó ăn rồi nó ăn nữa, nó ăn nữa. Ok, bây giờ mình móc ra thì bóc nó như thế này. Thì cái con này nó làm nó ăn cái mấy cái con nghêu ở trong này, nhỏ nhỏ trong này mà. Ok, thì không biết là tại sao cái mùa này nó tới, mình rất là ngạc nhiên. Thì ở trong đây đó mình sẽ kéo cái ruột ra, rồi mình lấy cái này ra ha. Lấy cái này ra. Okay. Cái này nó rất là nhẹ, mình xé nó ra. Thì đồng thời mình nấu cái đầu là bởi vì nó có một cái chất nước ra đó, mình hấp đó, thì cái chất nước ra mình có thể ăn được. Thì khi mình rửa thì mình lấy cái tay của mình, lấy móng tay của mình cạo xung quanh. Bây giờ mình coi thử coi những cái con cá này nó có trứng không. Thì cái tháng 11 thì nó có trứng, tháng này thì không có trứng đâu, nhưng mà mình thấy cái ruột của nó không qua đó, thì mình có thể mình đứng đứng chín được là có thể có trứng. Thì mình sẽ cố gắng làm sao nữa. Thì những người trẻ bây giờ cố gắng giữ cho cái quá khứ của mình rất là trong sạch. Như là những người lái xe, hoặc là những người làm cho post office, hay là những người làm cho cơ quan chính phủ, thì cái record của mình nó rất là trong sạch. Thì rất nhiều những người trẻ họ rất là trong sạch về cái quá khứ của họ. Họ không muốn bị phạt. Thì họ đã trong sạch rồi, thì họ tiến tới cái lấy một cái bằng lái để mà lái xe bớt hoặc là sửa xe bớt đó, thì nó chỉ là một cái bước kế tiếp thôi, một cái thế thôi. Như mình cũng đã từng nhiều lần mình đi thi để mà vô trong lính, thì mình thấy là mình hay bị nhức đầu chóng mặt, đang thi dở dang tự nhiên thấy mình không có thi cho nó kịp giờ đó. Rồi mình cũng có dự định là đi tu thì vô để tìm hiểu, nhưng mà mình cái lúc đó mình còn trẻ, chưa có bỏ lại gia đình xa, thì lúc đó mình cũng có mười mấy tuổi à. Mười chín, hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi ba gì đó, lúc chưa có nghĩ mà mình bỏ lãnh gia đình xa. Về sau cái mình không có đi được, không có đường đi tu, thì mình có hiếu với cha mẹ đó. Thì mình nhớ đến cha mẹ rồi, mình có hiếu cho cha mẹ rồi, các em của mình cũng đi theo. Thì dọc đường đời đó thì có nhiều người họ giúp lắm, thì mình không quên ơn được những người ấy. Thì họ làm, họ giúp mình làm giấy tờ đó, thì có một cái số lương của họ đã riêng rồi, thì mình trả cho cái giấy tờ đó, thì nó sòng phẳng mình biết ơn. Nếu mà sau này mình gặp lại thì có một cái sau này nó có một cái chị ở dưới phố này đó, thì họ cũng lớn tuổi, chỉ làm ở USCC một thời gian. Thì trong USCC nó thì có người thanh niên thiếu nữ làm ở trong đó thì đã lâu rồi, thì họ lớn tuổi rồi, thì
thì mình cứ tiếp tục làm thôi. Thì mình là một người có nhiều những cái sự cố gắng. Thì trong thế giới ngày nay đó thì có rất là nhiều người họ rất là trong sạch, rất là trong sạch, quá khứ của họ rất là tốt, họ cố gắng để họ có thể làm lại làm một cái công việc khác mới hơn, là do những cái ơn trên ban cho họ có một khuynh hướng mới. Thì ở nơi này nó mình không có thấy nhiều người lầm đường lạc lối lắm. Tuy là họ nghèo nhưng mà họ vẫn đi đón xe bus và họ lái xe bus, sau này họ lái xe bus thì họ vẫn giữ cái phất cờ của họ rất là. Thì đa số là mình thấy những người mà họ có một cái thời có một cái đời đời sống trong sạch đó, là nhiều hơn những người mà họ đón xe bus. Thì những người mà lái xe bus chung với mình đó, thì họ có một cái đời sống rất là trong sạch. Làng xóm láng giềng họ cũng có một cái đời sống rất là trong sạch. Như mình đã từng thấy là những người bên cạnh họ giúp đỡ nhau rất là nhiều. Họ cho nhau từng cái miếng cơm manh áo, rồi họ giúp nhau về cây cối, đồ ăn thức uống này nọ. Họ rất là tốt, họ không có bao giờ mà nói xấu nhau. Chỉ có một cái số nhỏ chẳng đáng để mình nhớ, để làm gì. Thì ngày mai thì mình cũng đã qua quên những chuyện này, mình cũng sẽ qua tiến tới thẳng vào tương lai, không có nghĩ về quá khứ làm gì. Nếu mà nó gợi nhớ thì cái người xung quanh họ cũng chẳng có nhớ kỹ lắm, nên mình cũng cứ để cho cái tương lai của mình. Như đây thì mình thấy là hôm qua mình đi câu ha, thì con cá nó ăn vô cái lưỡi câu thì nó gọi là cái hút. Thì mình phải trao đổi thôi. Nếu mình trao đổi không có công bằng, không có xứng đáng thì trong tương lai mình lại làm tiếp tục. Chẳng có gì mình có thể ngăn cản mình làm những cái chuyện đó, làm cái chuyện tốt cho nhau cả. Thì thì hôm nay mình cố gắng làm sao mình có thể giúp những người trẻ, những người mới vào nghề, thì họ là có một cái thời, họ đã có một cái sự, họ đã có một cái hướng rất là đẹp, rất là tốt đẹp trong tương lai của họ. Dạ, thì đây đó, thì mình ném thứ cho vịt để ăn, vịt nó đang kêu đây, đó nó đang kêu, mình ném kêu không? Những con cá thì mình làm mình xem thử coi nó là bao nhiêu phút thôi, bao nhiêu phút làm những con cá này nó là bao nhiêu. Thì bạn với mình thì không bao giờ nghĩ là có những người xung quanh mình hay là những người ấy họ đã có một cái ý định gì đó. Không có, họ ngưng là bởi vì họ có một cái thời gian để họ cần phải nghỉ ngơi, và họ phải ngủ nghỉ và có thời gian để mà họ nghỉ ngủ, xong rồi họ lại là dậy. Như mình dậy đây thì mình là làm cá thôi. Thì ở trong cái trong bất cứ một cái thành phố nào đó thì mình có thể đến với nhau, tiếp cận với nhau ở trong thành phố thôi. Thì một thành phố khá xa quá thì mình có thể gửi email, có thể gửi lên trên Facebook hay là internet, YouTube này nọ. Nhưng mà cái tới hay không thì mình cứ gọi cái điện thoại là mình sẽ biết ngay thôi. Mình biết ngay là họ có bạn hay không. Thì người ta đang ngủ, người ta đang cái điện thoại của họ nó không có thông thôi. Thì mình cứ tiếp tục là mình tiến tới cái tương lai của mình thôi. Nếu mình không có ngưng được công việc của mình, nhưng mình thấy đâu thì họ không có ngưng, mình cũng không có ngưng, mình làm tiếp tục, mình nói tiếp tục để có thể
đó. Thì khi mà mình ăn những cái con cá này nó tươi đó, thì ngày mai mình có sức để mình có thể là tiếp tục những cái công việc còn sót lại. Khi mà mình tới, mình có thể mình nếu mà mình đi quá nhanh, mình đi quá nhanh thì mình sẽ bỏ sót lại rất là nhiều, thì mình không có ý là mình sẽ bỏ sót lại. Thì khi mà mình làm mình câu cá đó, mình kéo nhanh quá thì cái con cá trong cái lưỡi câu nó tuột ra ngoài, thì mình kéo nó chậm chậm thì nó đã đằng nào nó cũng đã ăn rồi, nó đã dính vào trong câu rồi. Mình kéo chậm thôi. Thì có một số người đi chơi đi chung thì mình thấy những người trẻ nó họ có một cái kéo rất là mạnh. Khi một con cá mà nó ăn đó, thì họ giật cái bịch đấy, thì cái nó tuột ra cái miệng thì nó chưa có nuốt vào trong, thì có khi nó nuốt vào trong rồi nhưng mà nó dính vào trong cái miệng, xong nó xé cái miệng, nó tuột ra ngoài luôn. Nhưng mà con cá nó cũng chết rồi, bởi vì nó xé cái miệng của nó ra ngoài. Thì cái miệng của cái con cá này á, con cá này nó rất là nhỏ, thì cái lưỡi số 4 và số 6 thôi. Số 6 thì nó nhỏ hơn. Thì cái con số nó càng cao thì cái lưỡi nó càng nhỏ. À, nó đi ngược lại như vậy nha. À, mình thường nghĩ là cái lưỡi của nó cái số của nó thì cái loại mà mình nói nó là nó thuộc về cái Eagle Claw, thì cái lưỡi của nó là stainless steel. Mình thích cái đó lắm. À, nó bẻ ngang qua chút xíu. Thì cái số 2 thì nó to, nó dạng hơn cái số 4, và số 6 thì nó càng nhỏ. Cái con số càng lớn thì càng nhỏ, thì nó có một cái nó hơi ngược. Khi mình đọc thì nó ngược. Cái con cá này nó ăn chìm sát cái đất đó. Con cá này ăn chìm sát cái đất đó. Khoảng một gang tay thì mình thấy câu sát cái đất. Cái con cá mà catfish hôm qua mình câu được đó, nó to đùng, thì mình cũng coi cái con cá mình lần đầu tiên mình câu thì cái anh bạn nó là có nhiều cái con cá catfish nó cũng to lắm, nhưng mà cái dòng sông Mississippi thì nó có những cái con cá nó rất là to, nhưng mà con cá nó ăn vô nó không ngon lắm. À, nhưng mình thấy đây thì nó có những cái con nghêu nó ăn ở trong đây ha, cũng y chang như cái con cá catfish mà nó ăn cái con nghêu đó. Con nghêu này mình sẽ ném xuống đây cho vịt ăn đấy ha. Tới đây mình nghe nó kêu kẹt thì đó, mình muốn giữ lại cái gan đó, muốn giữ cái gan, mình thích ăn cái gan thì như vậy nhé. Okay. Mình làm nó thật nhanh, mình có thể nấu một bữa hôm nay. Thì như bạn đã từng thấy có một số cái video mình làm nó, mình nấu nó chiên đó. Thì làm những con cá ở trong vòng nó là bao nhiêu phút, hoặc là bao nhiêu phút nha, mình có thể giúp bạn. Thì như thế này là theo như mình suy nghĩ luôn, đoán mình gặp thì có rất nhiều người họ rất là tốt, nhưng mà họ không có họ sinh ở trong một cái gia đình rất là nghèo, thiếu thốn từ đời này đến đời kia đó. Thì nhưng mà cái thời gian cái đời sống của họ rất là trong sạch trong cái thành phố này. Thì mình không có việc này thì mình là xin cái việc khác. Họ dễ trong vòng 3 năm là họ xóa đi cái quá khứ không tốt đẹp của người ta. Chỉ có một cái là người ta không xóa được là cái mà người ta phạm pháp quá là nặng thì họ không phát. Còn mọi cái thì có chừng 7 năm họ xóa thì mình sẽ bắt lại cái đó. Cái này thật là phép màu, là bởi vì cái mùa này mình không có thấy cá
đi câu mấy năm trước mình không biết thấy cá đủ. Mùa này sẽ đủ. Bây giờ mình, những người mà họ có thể tới đây mà họ làm lại từ đầu thì tốt lắm. Khi có một cách như thế này là khi mà mình tới tuổi mà retire thì mình có thể ở trên bang khác, mình có thể về mình chơi và câu cá, xong rồi đi một hai ba chuyến đi về tiểu bang của mình mang theo. Cá này nó cũng phơi ha, mình phơi chỗ nào nó họ cho phơi thì mình phơi. Cái này nó phơi nguyên con cũng được luôn nha bạn, phơi nguyên con như là cái này nó phơi nguyên con thì phơi khoảng chừng là bốn nắng, nghĩa là từ sáng cho tới trưa phải có nắng nắng đầy. Như là ngày hôm nay thì trời ấm u quá, mình không có, tuy là nó ấm nhưng mà nó không có mưa, nó có một tí mưa thì mình phơi nắng là có chừng năm nắng thì người ta nói là phơi đúng là mình có thể nó khô ráo. Thì mình để lúa mà mình để trong cái lúa thì mình để lâu được, còn mình xay làm thành gạo rồi thì mình để lâu không được, sẽ hư gạo. Thì ngày xưa ở Việt Nam nó cái sau khi mà người ta kéo đáy lên thì ở dưới ở đằng sau cái đáy đó người ta rủ đáy ấy, thì những cái con tép con tôm nó ghẻ nó rớt xuống. Thì cái con cá này thì nó vàng lắm, hoặc có gọi là con cá đù, nó gọi là đù vàng đó. Thì ở Việt Nam mình nó vàng lắm mà nó cũng cỡ này thôi, thì nó ăn nó dính vô lưới, thì cái lưới cá đối nó dính vô. Con to như vậy chắc có lẽ nó không có, ở bên này nó có con to, ở Việt Nam mình không có thấy con to. Với dòng sông Thị Vải mình thấy cái con cá thì mình lúc đó còn nhỏ đó, mình đi thả lưới với lại bố của mình thì mình thấy nó như vậy. Thì ở Việt Nam nó có một cái con nước tên là con nước tương. 10 ngày thì mình nghỉ nhà mình vá lưới là mình chuẩn bị tàu bè. Cái thời gian đó là không có bận rộn liên tục như bên này. Thì mình phải học thả lưới, thì mình phải vá lưới, phải sảm tàu, rồi khoan cái neo, rồi những cái chèo, rồi phải có coi dưới bến. Thì ở dưới bến là người ta hay mượn, nên người ta quên, người ta trả lại, nên là người ta có thể lấy cái dầu hôi của mình đó. Mình để dầu thì ở Việt Nam mình nó không có quá kỹ đó. Thì họ có thể họ lấy được. Thì có một lần mình cũng ham chơi, mình đang qua tàu của mình đi qua bên kia, tụi kia nó chơi, cái nó thấy mình chơi, cái nó tới ăn cắp của mình là 2 lít dầu Coron chạy mấy tàu đó. Thì cũng cái tàu đó mình đi vượt biên và ở cái tàu đó thì, nhưng mà trời ban cho mình đi được cái thời gian xong rồi mình đi vượt biên thì nó bù lại, nhưng mà mình nhớ là cái thời gian đó mình còn trẻ, mình còn ham chơi. Thì cái sự ham chơi của mình đó, mình sẽ được hay là bị cha mẹ mình đánh đổi cho mình. Thì khi mà mình bị như vậy, mình biết là cha mẹ của mình rất là buồn và phải xài tiền rất là nhiều, nên mình không có xin tiền cha mẹ mình làm cái gì. Cha mẹ mình có cái gì mình ăn nó cho mình ăn nó, cha mẹ mình chết thì mình cũng chết theo. Thì mình không có xin nữa, bởi vì có mình nên cha mẹ của mình rất là vất vả cực khổ. Chứ mình chỉ muốn là mình được nên một người con đó, một người con hiếu thảo. Thì mình mới biết rằng là ngày xưa như vậy thì mình sang bên Mỹ này mình mới trả công ơn cha mẹ của mình. Thì ngoài ra ăn uống thì mình phải trả lại sự hiếu thảo cho anh chị của mình. Thì người chị người anh của mình thì
như mình sẽ không thấy, mình sẽ không thấy rõ những người thích mình về trong trong không thấy là bởi vì mình có nhiều cái lỗi lầm nên, hoặc là cái điện thoại nó không thông, hoặc là người ta không có tới được, thì mình có nhiều khuyết điểm lắm, nhưng mình sẽ cố gắng mình sẽ cố gắng là mình gặp lại từ đầu mỗi một ngày mình thì làm sao mình có thể bắt lại từ đầu rồi mình nhớ đến ngày xưa mình đọc kinh đó, thì mình có cảm thấy một cái phép màu. Nói là cái này thì mình không biết đó là phép lạ để đến cho mình, thì từ đó mình cứ nhớ là mình gặp mà bắt lại từ đầu là mình nhớ là để mình có thể gặp một đấng đó lại, sau này mình sẽ gặp đấng đó lại. Thì có một số người thân của mình không có hiểu cái đó lắm, nhưng mà họ sẽ biết rằng là cái mà họ ngoảnh mặt đi đó, hoặc là họ không có tiếp tục với mình đó, thì mình cứ đợi thôi, mình cứ đợi cho tới khi nào mà họ trở tiếp tục với mình tiếp tục thôi, chứ mình không dám là bởi vì họ cũng có thể có một đấng, bởi vì họ đã chịu phép tiếp sức, họ xin tội rước lễ lên đầu, thì họ có Chúa trong lòng rồi, có Chúa trong lòng rồi, cho tới khi nào mà họ phát triển là thôi, thì tại vì họ chưa có gọi là phát triển, chưa có gọi là activate, chưa có mạnh dạng activate, thì nó vẫn còn nằm ở đó, cho tới khi nào mà họ có thể activate được, thì ngày xưa mình cũng nghĩ đến Chúa Thánh Thần đó, xong rồi mình activate thì mình cũng suy nghĩ đến là tại sao có những con cá, con tôm, có những cái cây nó ngã ở dưới dòng sông, rồi những cái con cá, con tôm này nó sống làm sao, con vật nó sống làm sao, thì rồi nó ăn như thế nào, thì trời dựng thì có không, có mùa có cá đuối, có mùa có cá này cá kia, nhưng mà vào một cái mùa như là cái mùa mà chay như vậy đó, là nước giếng nó cũng xuống cạn, cá cũng không có, cây cối rau nó cũng chưa có lên, chỉ có rau xà lách với lại những cái rau cải này nọ, còn mình phải ăn củ khoai và ăn ghẹ, ăn cua, ăn tôm, thì nó không có cá mà ăn ghẹ, ăn cua, ăn tôm, thì cái mùa hè thì cá đuối nó vô. Thì bây giờ mình ngưng nhé, để mình rửa rồi mình mang nó vô. Thì bây giờ mình ngưng, xin chúc các bạn được tràn đầy Chúa Thánh Linh. Đây là do Chúa Thánh Linh ban cho mình có sức mình kéo. Thì khi mà mình cầu nguyện đó, thì cá nó tới mình. Dạ vâng, thì bây giờ mình xin ngưng ở đây nhé. Với lại như thế này đó, là khi mà tóc của mình dài đó, là bây giờ mình nói với Chúa Thánh Linh, thì ở trong mấy tuần nữa đó, mình sẽ nghe một cái bài gọi là Chúa nướng cá. Thì Chúa nói với Phêrô là không có dùng dao, thì nếu mà mình dùng dao, mình dùng kéo để cắt tóc, hay là mình dùng những cái kim loại đó, thì mình dùng cái gì đó, thì Chúa nói là Chúa Giêsu nói là mình dùng cái gì thì mình sẽ chết vì cái đó. Thì các ngài cắt tóc làm sao, thì các ngài búi nó lên cao như vậy, thì nó ở trên nó chùm xuống lại á, thì nó có hai lớp, thì nắng thì nó không có làm cho mình nóng cái đầu của mình, cái thứ nhất, cái thứ nhì đó là lý do là họ không có thể có nhiều quần áo để mà làm những cái nón, thì có thể là họ có cái nón, thì khi mà nó chùm như vậy đó, thì khi mà Chúa Thánh Thần xuống đó, thì như một cái hình lửa
thì xuống thì mình trùm lên, thì nếu mà Chúa Thánh Thần xuống bằng lửa lửa thì nó cháy mất cái tóc của mình, cháy mất cái tóc của mình thì mình không 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 cần phải cắt. Hay là nếu mà họ cầm đuốc đó, thì đuốc nó bay đó, thì nó cháy cái tóc của mình, cháy cái tóc của mình. Lý do người ta để tóc dài là bởi vì người ta có thể tiết kiệm được, giúp cho những người nghèo. Về cái vụ mà cắt tóc thì mỗi một hai tuần đó, thì người ta có thể đã dành được một cái số tiền đó, thì họ gom ra là hai tuần mà nhân như vậy thì 24 lần. 24 lần thì một năm có 12 tháng, thì 2 tuần thì nó là 25 tuần, thì mình chia làm hai á thì nó là 52 tuần. Thì nó là 24, 55 tuần, 12 tháng thì nó là 52 tuần. Ok, thì mình để dành một cái số tiền đó là do mình, thì mình giúp người nghèo là ở trong cái cơ thể của mình, móng tay, mình đi dụ móng tay hoặc là mình cắt móng tay, mình nhờ người khác công ra, thì tóc của râu của mình. Thì nếu mà mình không dùng đến dao kéo nó thì mình đốt nó đi, đốt nó đi, thì người ta gọi rằng là hút thuốc cho nó thơm râu, thì nó phải khét cho nó thơm. Thì Chúa Giêsu dùng tới lửa rất là nhiều, thì mình đoán thôi, mình đoán rằng là Chúa Giêsu sẽ đốt tóc, tại vì Chúa Giêsu đốt nướng cá mà, nướng cá thì phải có lửa, thì lửa thì thay vì không cắt tóc thì đốt tóc. Đó là cái điều mình suy đoán như vậy nha. Có thể đó là một cái vui, có thể là có vui thì tóc của mình đó. Thì khi mà mình như vậy đó thì mình đi ra ngoài đó thì cái con bọ của mình nó không ấy, thì có thể mình dùng cái khăn cái áo của mình, thì đó là một cách để mình có thể tiết kiệm một số tiền để mình giúp cha mẹ mình, anh chị em của mình. Nếu mình không xin được tiền thì mình làm như vậy. Nếu mà một cái trường hợp như là ở một cái nước khác thì ở bên này đó thì mình đóng thuế, mình đi làm đóng thuế thì mình sẽ được hưởng cái trợ cấp đó sau này, thì mình có thể khỏi phải lo, nhưng mà mình có thể như vậy. Có một số nữa đó là như thế này, là những vị mà họ giảng thuyết ở trên trên trường học, như thầy cô giáo đó, thì mỗi tuần cái thầy cô giáo đó phải đi cắt tóc, phải đi cắt tóc và chải chuốt. Những người giảng ở trên bục giảng như là mục sư, các vị linh mục này nọ đó, thì họ phải cắt tóc. Như vậy thì họ xài một tuần, đó là trước khi ra ngoài đó chẳng hạn, thì họ xài một tuần một lần cắt tóc như vậy thì nó là bao nhiêu tiền. Thì cái vị linh mục đó hay là master đó thì họ nhân lên thì họ biết rằng là trong cái một năm như vậy. Mà nếu mà họ bắt chước Chúa Giêsu đó, thì họ không cắt tóc, không cắt râu, thì họ mới làm gương cho những người giáo dân được. Thì mình có biết là một số vị linh mục như là vị linh mục Chapio năm dấu, thì cha Pio để tóc dài và có râu. Có một số vị linh mục cái thời đó, mình ở trên Boston, mình có xem một cái video thì mình có thấy cha Pat, cha đánh đàn giỏi lắm ở Lazareth ở Boston đó. Trên Boston thì cái một cái thành phố nó là Foxborough, Lazareth, thì ở Lazareth thì nó có một xuyên, thì cha để tóc dài và có râu. Thì mình biết rằng là cha cũng dạng cũng nói về như vậy nhé. Ok, thì bây giờ mình ngưng nhá, mình ngưng về cái vụ tiết kiệm, làm cái này làm lấy như vậy, tôi câu lấy như vậy thì mình cũng tiết kiệm một số tiền. Ok, một bữa ăn của mình rất là trong sạch. Xin chào các bạn, các bạn coi như là một cái nói chuyện này góp ý và vui thôi. Nếu mà các bạn có cười thì xin cười với chúng tôi, và nếu mà tôi không có thánh thiện lắm thì xin các bạn cầu nguyện cho tôi để chúng ta cùng có thể trở nên một người Chúa thương yêu, và Chúa sẽ ngự trong lòng mình tiếp tục nhé, nếu mình có thể noi gương theo Ngài. Xin chào các bạn.